Đây vẫn là ngày 9 tháng 3 2022 anh chị. Em tiếp tục về lô bò mới anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà sờ bò liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha anh chị. Đây. Về đây cũng tầm được mấy con anh chị ơi. Bò lúc này bắt nó cũng hơi khó mà bán ra cũng hơi chậm á. Cho nên em bắt lượng bò cũng vừa phải để bán nha anh chị. Đây em tiếp tục cặp bò mã số 1 nha anh chị. Cặp cái nè anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà nuôi sinh sản để nái á, liên hệ giúp giùm em nha. Cặp bò này chiều cao nó hơn 1 mét bò nha anh chị. 1 mét trở lên nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà xài cặp cái này liên hệ giúp giùm em nha. Bò này luôn tầm khoảng 6 tháng rưỡi bò nha anh chị. 6 tháng rưỡi bò. Đây, dàn xương rất là ok nha anh chị. Đây. Xương sóc rất là ok. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài bò liên hệ giúp giùm em nha. Tại mới bắt về chuồng nó hơi lỏng lẻo bò nha anh chị. Em có chuyến xe đi về Sóc Trăng á anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt á liên hệ giúp giùm em nha. Sóc Trăng á, Cần Thơ này kia em đều giao được nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà xài cặp cái này, liên hệ giúp em nha. Đây. Sải đều chín hết anh chị. Rất là đẹp bò nha. Đây anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài cặp cái liên hệ giúp em nha. Mã số 1 nha anh chị. Nha cái mã số 1. Giá 27 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà cần á liên hệ giúp giùm em nha. Mã số 1. Bò này chim hoa rất là to nha anh chị. Đây. Rất là bự nha anh chị. Đây. Sải đều chín hết anh chị. Đây con ngoài cũng rất là đẹp. Giá chỉ 27 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần liên hệ giúp giùm em nha. Nó hơi nhát bò anh chị, em mới về nó hơi nhát á. Nó hơi gục gục á. Rất là to bò. Xương sóc đứng thẳng gẳng anh chị. Cái mẫu này em bắt cả mẫu nuôi nha anh chị. Cái giá nó cũng hơi cứng cứng một tí á. Bò mẫu nuôi nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ giúp em nha. Đầu con kia rất là đẹp nha anh chị. Đây. Rất là đẹp bò. Trời ơi, mới về không kịp rồi. Nó dính nằm xuống nó dính nó phần rồi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần alo em nha. Mã số 1 giá 27 triệu nha anh chị. Giá 27 triệu. Mã số 1 nha anh chị. Vì cái em dằn mặt rất là tốt nha anh chị. À, em bắt về chưa kịp tắm anh chị. Nó hơi dơ anh chị. Rồi cho kịp clip luôn anh chị ơi. Rất là to nha. Tiếp tục mã số 2 nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài tiếp tục mã số 2 liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Con bò này chiều cao gần 1m1 bò nha anh chị. Một con AB, một con kem nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ giúp giùm em nha. Đây. Nó đen quá rồi nhìn không thấy rõ nha anh chị. Rất là to. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ giúp em nha. Mã số 2. Em có chuyến xe đi về Sóc Trăng nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Mã số 2 nha anh chị. Đây một cặp. Một con này cặp đực nha anh chị. Cặp bò này giá tại chuồng em là 33 triệu nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ giúp giùm em. Giá 33 triệu. Mới bắt về nó còn hơi nhát á anh chị, nó hơi gống nha. Còn nhớ mẹ. Cái chuồng nó hơi gống. Dòng mông rất là ok nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ giúp giùm em. Mã số 2 nha anh chị. Mã số 2 giá 33 triệu. Cặp đực. Bò này luôn tầm khoảng 6 tháng rưỡi bò anh chị. 6 tháng rưỡi bò. Anh chị nào có nhu cầu cần liên hệ giúp giùm trại bò Thành Trung giúp em nha. Đây. Cái này nó quạng quá anh chị ơi. Đây, nó là to nha. Đây. Một con kem, một con ba bê nha anh chị. Giúp giùm em nha. Một con kem, một con ba bê. Đây. Rất là to nha. Bò này chiều cao hơn 1 mét bò nha anh chị. Cặp bò này có giá tại chuồng em là 33 triệu. Mã số 2 nha anh chị, giá 33 triệu. Rống thì thôi thôi luôn. Nhớ chuồng. Giá 33 triệu. Anh chị nào thích mã số 1 thì giá 27 triệu anh chị, cặp nghe cái nha. Cô chú anh chị nào có cần thì liên hệ giúp giùm em nha. Đây. Đây em tiếp tục mã số 3 nha anh chị. Cặp cái xác nha anh chị, con bò này là không còn sinh sản đường sinh sản được nha anh chị.
Đây, bò này không còn đường sinh sản được nha. Bò này là bò cái thịt nha anh chị. Đây, bò này chiều cao nó hơn 1m1 anh chị. Đây, mã số 3. Con bò cái bên này là còn sinh sản được nha anh chị. Đây, con bò này là em mới tách con nha anh chị xem bầu vú nè. Đó anh chị biết nha. Đó. Bò này có giá tại chuồng em là 26 triệu nha anh chị. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào có cần liên hệ giúp giùm em nha. Con bò cái bên đây thì nó cao gần 1m2 anh chị, con kia là 1m1 mấy anh chị, cái con mấy bên tay trái là 1m1 mấy nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp giùm em nha. Mã số 3 nha anh chị. Đây, mã số 3. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giùm em nha. Đây, rất là to nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giùm em nha. Còn mình bên tay phải em là còn bò mẹ con anh chị, em tách ra bán con còn mẹ nha. Em show cặp bò này giá tại chuồng là 26 triệu nha anh chị. Em bán bò sát nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà cần liên hệ giúp giùm em nha. Giá 26 triệu một cặp nha anh chị. Cặp cái sát giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Anh chị nào mà cần bò sát số lượng lớn thì liên hệ giúp giùm em nha. Tại vì cái lượng bò sát em bắt gừ được rất là nhiều nha anh chị. Đây. Rất là to. Chân thẳng hoàn thiện luôn anh chị. Cái con cái này là còn ok lắm nha anh chị. Con kia là bò thịt luôn nha anh chị. Đây em tiếp tục mẹ ăn con mã số 4 nha anh chị. Mẹ ăn con nghe cái nha anh chị. Bò này chiều cao nó gần 1m2 anh chị. Bò này nó lùng liền anh chị. Nó vừa bò anh chị. Đó, mẹ ăn con. Thôi chú anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Đây mẹ ăn con nghe cái anh chị. Bò này mới đẻ một lứa đầu anh chị. Đây ăn uống rất là mạnh luôn anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ giùm em nha. Đây sừng rất là ok nha anh chị. Đây con bò này giá tại chuồng em là 25 triệu nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ giúp giùm em nha. Đây cái con bò này á là em bán rồi nha anh chị. Cũng nhiều người anh em đặt của em lắm luôn á, em chờ ông chú kia chờ hoài cái ông hẹn ngày này ông chốt tiền, ngày kia ông chốt tiền, chốt cuối cuộc ông chốt tiền em được có 100 ngàn, ông sợ em chốt 500 ngàn rồi tới ngày em đi giao cho ông không bắt nha anh chị, điện cho ông không bắt máy đó. Em nói cho ông chú nghe giùm em nha, con bò này là chú không bắt là con bán người khác nha chú. Đó bây giờ em vẫn bán giá 25 triệu nha chú, chứ điện lại con trả tiền cọc cho chú lại nha chú. Mẹ ăn con này mã số 4 nha. Mẹ ăn con này em có đăng cái clip trước nè anh chị. Đó. Rồi chú mà không bắt á, con gửi tiền cọc lại cho chú. Chú đừng có làm á. À, đặt cọc con có 500 triệu rồi chú bỏ đó để con nuôi hoài con đâu được nha chú. Ví dụ mà chú hẹn con một ngày hai ngày con để chú điện chú gửi cái tuần lễ á. Gần nửa tháng trời, tuần hơn tuần gì con đâu chịu được. Ví dụ chú quyết định ngày nào chú gửi con chứ mà chú bắt con bò của con rồi mà chú để hoài con đâu có chịu được. Đây. Em vẫn tiếp tục em bán giá 25 triệu nha anh chị, mẹ ăn con giá 25 triệu nha anh chị. Đó. Cho nên em tiếp tục em bán là mẹ ăn con này giá 25 triệu nha anh chị. Anh chị nào mà có bắt á, lúc trước mà coi cái mẹ ăn con này mà muốn bắt á thì anh chị liên hệ lại giùm em nha. À, cũng nói chung là cũng trục trặc chút xíu anh chị, buôn bán mà. Cái người này người khác nha anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào cần mẹ ăn con là giá 25 triệu liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Đây. Này rất là ok nha anh chị. Giá 25 triệu. Mã số 4 nha anh chị. Đây em tiếp tục mã số số 5 nha anh chị. Đây, một con đực 3B nha anh chị. Bò này em bán giá tại chuồng nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần liên hệ giúp giùm em nha. Bò này giá tại chuồng em là 19 triệu nha anh chị. Mới bắt về luôn, giá 19 triệu. Con bò này chiều cao nó hơn 1 mét nha anh chị. Nó chưa tới được 1 mét 1 nha. Nó gần gần á. Anh chị nào có nhu cầu xài alo giùm em nha. Giá chỉ 19 triệu thôi nha anh chị. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Giá 19 triệu. Mã số 4 nha anh chị. Số 5. Mã số 5 nha anh chị. Giá 19 triệu mã số 5 nha anh chị. Đây em tiếp tục mã số 6 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu ăn con nghe được liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Đây anh chị xem cái dàn mông đít là rất là bóng bò nha anh chị. Con bò này mới đẻ là một lứa nha anh chị. Đây. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài bò alo giùm em nha. Con bò này em giá em bán tại chuồng là giá 27 triệu rưỡi nha anh chị.
giá 27,5 triệu. Cô chú anh chị nào có cần mà mua mẹ con nghé được liên hệ giùm em nha, giá 27,5 triệu anh chị. Nghé thì nó còn hơi nhỏ anh chị, để giúp này bò nó cũng hơi căng căng anh chị, giá nó không được mềm như lúc trước anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà cần thì liên hệ giúp giùm em nha. Đây mẹ con giá 27,5 triệu anh chị. Bò này phân dính quá trời anh chị, chấm nó không ra được, có đau quá anh chị, cho nên em không có tắm đó anh chị. Giá chỉ 27,5 triệu anh chị, mẹ con nghe được. Cô chú anh chị nào cần liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha anh chị. Đây. Bò này con đẻ con mát sữa lắm anh chị ơi, rất là mát sữa anh chị. Cô chú anh chị nào cần mẹ con liên hệ giúp giùm em, giá chỉ 27,5 triệu. Chân móng hoàn thiện, không bị thầm ruột, không bú nhớt anh chị. Sừng rất là đẹp nha anh chị, sừng rất là đẹp, sừng rất là đẹp, giá 27,5 triệu. Em tiếp tục mã số 7 luôn anh chị ơi. Em mẹ ăn con đít muối nha anh chị. Bò này này thì giá nó hơi căng anh chị, mà mới đẻ lứa đầu anh chị, xem cái mặt đó nè, thấy cưng lắm anh chị. Bò này chiều cao nó gần 1m3 bò anh chị, gần 1m3 bò nha, chưa được 1m3 nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà thích mẹ ăn con mà sàng lớn á, mà giá tiền nó hơi căng căng thì liên hệ giúp cho em nha. Mẹ ăn con là giá tại chuồng em là bán 38 triệu nha anh chị. Nghe được bao được bực muối nha anh chị. Bực này là muối nha. Đây, anh chị xem con đít đó nè anh chị. Bò này mấy hồi mình lụm tiền nha anh chị. Được muối nha. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Mẹ này mới đẻ một con nha anh chị. Bò mẹ 5 vú nha. Con mẹ này tàn lớn nha anh chị. Bò mẹ này vô cũng thuộc về sắc nhất rồi anh chị ơi. Thì nói chung là bò nào tiền nào của nấy nha anh chị. Nó không cái giá nào mà anh chị thấy có hợp lý á, thì bắt giùm em. Còn cái nào mà không hợp lý thì anh chị lướt qua giùm em nha. Xem cái ngày hôm qua nay thì bắt bò nó cũng hơi căng anh chị. Giờ em bán lẻ thì cũng lai gai cũng được anh chị, cũng được số lượng. Con mẹ rất là to nha anh chị. Đây nó mà dính con được bít muối rồi anh chị. Giá chỉ 38 triệu anh chị. Mẹ con giá 38 triệu. Nói chung á, em bắt bò đây là em biết bắt bò chữa lắm nha anh chị. Tại vì con bò chữa mình bắt là không biết trong bụng nó như thế nào nha anh chị. Thà mình lắc mẹ một con thì nó rất là dễ nha anh chị. Em thường thường cái trại của em lắc là mẹ ăn con, em bắt bò chữa lắm anh chị. Ví dụ mà mẹ ăn con giờ anh chị mua 38 triệu anh chị, em nuôi cái con ngé này mấy hồi anh chị lên chỉ bán được 20 triệu rồi. Con nái chỉ còn 18 triệu mà chà bá vậy anh chị. Rất là lẹ anh chị. Còn bắt con bò chữa mình không biết nó đẻ ra cái con đực thì mình nhờ mà đẻ ra cái thì mình cái giá đồng tiền mình nó không được lời nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ ăn con là liên hệ giúp em nha. Giá chỉ 38 triệu, mẹ ăn con nghe được. Ba bê muối, con này là kêu con gì em không gặm luôn, con này ba bê quá. Nó cục luôn rồi anh chị. Dòng kem bây giờ á sao á. Đẻ con cực kỳ mắc sữa nha anh chị. Con mẹ mới đẻ một lứa đầu nha anh chị. Cô chú anh chị nào có cần liên hệ giúp giùm em. Đây cặp bò này em bán rồi cho khách. Rồi em tổng quan lô bò ngày hôm nay của em anh chị. Đây. À, cũng nói chung là cũng không được nhiều anh chị. Nó về cũng la gai ít anh chị. Đây. Tổng quan ngày hôm nay của em đây. Bè muối. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần liên hệ giúp trại bò Thành Trung giúp em nha. Thì trong thời gian qua cũng cảm ơn quý vị chị ủng hộ trại bò của em. Nên lúc nào em bán bò cũng được hết anh chị. Cũng nhờ chị anh chị tin tưởng em bán rất là được nhiều bò. Thì hôm nay cũng bắt được một số bò này. Anh chị nào mà có nhu cầu cần thì liên hệ giùm em nha. Anh chị nhớ xem kênh ủng hộ và đăng ký kênh trại bò Thành Trung. Em có thêm nhiều động lực để em bắt bò để phục vụ cho chú anh chị nha anh chị. Đây.